Hôm nay tôi rất hân hạnh, những cái tài liệu của tôi đã viết một số sách, một số bài báo. Nhưng có thể nói tôi vui nhất là được liên hệ với anh Hà, anh Ân và các anh đã làm một cái chiếc tàu này, mà đặt cái vấn đề là khai thác cái nhân vật Bảo Đại. Trước là để kinh doanh, đây là một cái thương hiệu, mà đây là một cái đề tài mà ngành du lịch Việt Nam chưa khai thác. Thứ hai là cái việc kinh doanh đó không những là để kinh doanh mà cũng đóng góp vô làm sáng rõ một cái nhân vật lịch sử, ông vua cuối cùng của Việt Nam. Mà chắc chắn là ông vua cuối cùng này hơn ông vua là của cuối cùng của Trung Quốc, là ông Phổ Nghi. Cho nên là tôi rất là thú vị được cộng tác với anh Hà, với các bạn ở đây. Hôm nay là chỉ trong thời giờ và trong cái phương tiện eo hẹp, thành ra tôi sẽ trình bày một cách rất là khái quát. Vua Khánh Định là người không có khả năng về ân ái, quan hệ với phụ nữ. Mà đó là một cái người đã lui tới cái cung Bắc Định, trước kia là cái phủ của ông, thì đã có mang với một người mà ông ở gọi là đàn ông của ông, là ông Hường Đề. Và ông Hường Đề đã có với bà gọi là Hoàng Thị Cúc, thì sao lại thì ông Hường Đề cho ông Khải Định cái bùng của bà Cúc. Và sau này nhà Nguyễn đã muốn biến thành một cái con của ông Khải Định để mà có thể là nối ngôi, để ông Khải Định lên ngôi. Thì họ đã bày ra một cái việc là bắt bà Cúc nằm xuống, đào cái lỗ để cái nằm sắp xuống, để cái bụng ở dưới cái lỗ đó mà đánh. Phải vì lấy ai mà bị đổ hôn cho ông Hoàng. Thì bà trước sau vậy, bà cũng nói là bởi vì ông có cái đó là ông bắt được một con trồn, và con trồn và để ông ăn, con trồn nó vô rồi thì ông thấy ông đòi phụ nữ, thì ông gặp bà Hoàng Thị Cúc đó thì là ông ngủ với bà Cúc mà có mang đưa Bảo Đại. Thì cái chuyện đó trở thành là từ đó là ông Vĩnh Thùy trở thành con ông Bảo Đại, con ông Khải Định. Chuyện này thì người khác họ cũng biết, trong hoạt động này biết hết, nhưng mà muốn để có một người nối nghiệp bằng ông Bảo Đại cũng là một người đàng hoàng, cho đó là con chính thức. Cho nên có một cái điều là hồi nhỏ là ở với bà Cúc là rất nghèo, ở trong cái ở nhà bếp ăn uống cực khổ lắm. Rồi sau ông lên ông làm hoàng tử, ông làm vua, rồi ông đi làm quốc trưởng, rồi ông qua bên Pháp ăn sung sướng. Nhưng mà khi nào mà ông được dân bà con bên Pháp cho ông ăn lại những cái món ăn mà ngày xưa ở trong cung ông ăn với mẹ ông ở trong bếp á, thì ông sướng lắm. Ví dụ ăn rau luộc chấm mắm tôm hoặc là nước chấm hay là ông ăn ruốc hay là cắt khô là ông rất thích, chứ không bằng những cái ông thích hơn những cái món mà ông ăn ở Pháp, món ở Tây. Đến năm 1000 khi vua Duy Tân khởi nghĩa là thất bại, ông Bảo Đại lúc đó, Vĩnh Thụy lúc đó mới 3 tuổi, thì ông Bửu Đảo là ông Khải Định là được lên làm vua. Thì từ khi ông Khải Định lên làm vua thì ông Vĩnh Thụy được coi như là con của ông Khải Định, là như một hoàng tử. Đến năm 1922 thì ông Khải Định đi Pháp, đi đem hoàng tử Vĩnh Thụy qua Pháp học. Và ông Khải Định là cũng là một cái người mà có ý chí là muốn canh tân đất nước, mà muốn canh tân đất nước là phải học, cho nên là đem con qua Pháp học, là nhờ vợ chồng ông Sản là một cái ông mà ông khâm sứ cũ, ông giúp đỡ để cho học. Nhưng vua Khải Định là cử thêm một cái ông thầy là người Việt Nam để đi theo dạy cho cái văn minh văn hóa của Việt Nam, chứ không phải là học là con Tây. Thì trong thời gian ông học ở bên Pháp, ông học về chính trị, ông học về
ông học về cái vấn đề quản lý nhà nước, về quốc gia, học cái tư cách của anh làm quốc trưởng, làm vua, tất cả đều học cách chuẩn mực của Pháp. Thành ra ông Võ Đại có thể nói là một ông vua, mà có thể nói là gọi là đối với phương Tây đã sớm nhất và có phong cách của một vua thời hiện đại, chứ không phải là một vua cổ xưa như các ông vua trước, như ông bố, ngay cả với ông Khải Định cũng vậy. Thì đến năm 1932 thì ông Võ Đại được rước về nước, và từ đó ông ta cuối năm 25 thì ông Khải Định mất, thì ông Võ Đại đã về làm vua là năm đầu năm 1926, thì lúc đó ông là lúc 13 tuổi. Cho nên ông Võ Đại, mà có lẽ là nhiều người trên đã đọc báo đã biết, tôi nói với các bạn có thể nhớ những con số, và sau đó tôi sẽ nói chi tiết trong những con số đó. Ông sinh năm 1913, thì đó là con số 13 thứ nhất. Ông lên ngôi đầu năm 1926, lúc ông ta 13 tuổi. Và ông lên ngôi, ông làm ông vua thứ 13 của triều Nguyễn. Rồi ông đi học ở bên Pháp, ông tiếp tục ông học bên Pháp. Đến năm 1932, ông về nước, chính thức lên ngôi, trị vì đất nước. Đến năm 1945, thì ông thoái vị, là ông ngồi trên ngai vàng đúng 13 năm. Rồi ông ta lấy 8 bà vợ, có 8 bà vợ, thì có 13 người con, là cái số 13, con số 13 thứ năm. Ông ta chết năm 1997, thì vào lúc Paris tự nhiên ngày đó là mưa dầm, mưa to, cho nên đem ông ra cái nghĩa địa đào mộ rồi mà không chôn được, không cắt ra mà chôn được. Nhưng mà đúng 13 giờ thì nước trời tạnh, nước rút và chôn ông. Như vậy là ông có 4 con số, 6 con số 13 là ông vua có sẵn có, gọi là 6 con số 13 là độc nhất ở trong một cách rất là vô tình. Thì bây giờ tôi nói về cụ thể trong những ngày ông ta về là vua, thì công việc đầu tiên á là ông giải tán hết cái chính phủ mà dưới đời của ông Khải Định. Để trước khi ông đi làm vua thì ông giải tán hết, mấy ông già cho về hưu hết, và ông lập ra một cái chính phủ mới. Rồi ở ví dụ như ông có lập ra bộ kinh tế, ông lập ra bộ giáo dục, ông đã ông, và đặc biệt là ông cho tất cả những cái quan, ông quan lại là không có lại tới gặp vua. Hồi xưa là phải lại hiện, ông cho miễn lại, không lại là tới gặp vua là cúi đầu chào là được rồi, là hoàn toàn đổi mới. Nhưng mà ông ta lại muốn có cách tân, ông ta mời một người mà ông biết là ông Ngô Đình Diệm. Vì ông Ngô Đình Diệm là một cái người mà có thể nói là ông quan lại, là con nhà, là có học hành đàng hoàng mà cũng là đứng đắn. Mà ông biết thì ông mời ông Ngô Đình Diệm về để mà gọi là làm là bộ trưởng, là để mà làm coi như là thủ tướng á, coi như là thủ tướng. Nhưng mà ông Ngô Đình Diệm lại có những cái, thứ nhất là ông là những tôn giáo, thứ hai nữa là ông có muốn có những cái quyền hành mà Pháp mà không đồng ý, và ông Võ Đại ông cũng không được. Là cuối cùng lại là ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, làm mà thủ tướng được là một thời gian ngắn thôi, có mấy tháng thôi, thì ông Phạm Quỳnh và tất cả những cái ông Phạm Quỳnh là về thay. Thì trong cái đời ông Võ Đại á, ông làm vua đó, thì ông ta không có quyền, ông ta là làm gọi là làm gì. Cho nên nhưng mà Tây nó kiểm soát ông là rất kỹ. Ví dụ như nó đưa cho một cái người khác, ông đó là một tên là tên Bông,
là một cái ông mà đại úy tên là bông là chuyên môn mà đi gọi là theo dõi ông Võ Đại. Thì ông chỉ mặt ông nói mày tên bông mà không, mày không bao giờ tốt hết, không bao giờ mày tốt hết. Thì ông nói thẳng như vậy. Thì trong những cái ngày ông là vua đó, ông có lên, phần lớn ông lên Đà Lạt. Thì năm cái sự kiện quan trọng nhất trong đời là vua của ông là năm 1934. Ông cưới bà vợ. Thì cái việc cưới này á, nó cũng sinh ra nhiều thứ để thấy là cái quan điểm tự do của ông á. Trước khi ông về, ông làm vua thì ở Huế đã chuẩn bị nhiều cái này để mà làm mà gọi là vợ ông. Đó. Nhưng mà khi ông về rồi á thì tất nhiên cũng có sự sắp xếp của người khác. Ông lên Đà Lạt thì ông gặp bà Nguyễn Hữu Thị Lan. Thì bà cũng hồi đó là nhà là rất giàu, cho nên là bà cũng không phải là màng lắm ông lấy Võ Đại đâu, bà có thể nói như bà thì bà cũng thường thôi. Nhưng bà tới bà mặc một cái áo mỏng mỏng màu vàng bình thường, lại hoàng đế thì không ngờ cái sự đơn giản của bà Nam Phương Hoàng hậu đã làm cho ông Võ Đại là cú đập phút, là ông có cái tình yêu liền để mà ông yêu bà Nam Phương. Như vậy là Triều Nguyễn không đồng ý, Ba Tư Cung không đồng ý là vì ở nhà. Nhưng ông nói đây là quyền của ông, ông lấy vợ chứ không phải triều đình lấy vợ, phải mẹ lấy vợ, để cho nên ông vẫn cưới. Thì do đó mà nó gây ra một cái mối là giữa bà Nam Phương và bà Tư Cung là không ăn ý nhau, nuôi con nuôi cháu như vậy, gặp gỡ như vậy mà cũng lạnh nhạt chứ không có ăn ý, và không có ăn ý nhau. Thì ông Võ Đại ông sửa lại cái điểm kiến trúc mà ông Khải Định đã làm theo kiểu Pháp, ông thiết kế trong đó là theo Tây Phương hết. Và người vú nuôi của bà Nam Phương đẻ con ra là người vú nuôi đều là người Pháp, đều là người ngoại quốc hết. Nhưng mà bà Nam Phương cũng là một cái người mà ngày mai tôi sẽ nói rõ đã giúp ông Võ Đại rất nhiều trong vấn đề ông là vua. Thế thì trong thời gian ông là vua từ năm 1000, phần lớn là ông đi săn băng, rồi ông là hay lên Đà Lạt, ông hay Đà Lạt ra Quảng Trị ông đi săn và ông biết rằng cái thân phận mà làm được gì. Nhưng mà nếu mà ông ta mà có rụng rình cái gì là tay nó cách chức ông liền và nó đuổi ông liền vào cái Triều Nguyễn là coi như là bất. Thế thì ông phải cố gắng giữ lại trong khi là ông làm vua đó. Đến năm 1945 á, là tháng 3 năm 1945 á, thì ông vẫn như thường xuyên là đi ra Quảng Trị, là đi ông ra Quảng Trị để mà gọi là đi săn. Ông ra Quảng Trị ông đi săn thì sáng ông về thì cửa thành đóng. Ông rất là ngạc nhiên vì sao cửa thành của ông lại đóng, ông về là đóng. Thì té ra mấy người lính Nhật là đêm đó là rất mát, là ngày 19 tháng 3 năm 1945. Thì sau đó người Nhật họ đã nói là họ đã gọi là dẹp nhân quyền của Pháp và họ sẽ chuẩn bị họ trả độc lập lại cho Việt Nam. Thế thì họ mở cửa cho ông vô và Nhật họ đã nói là họ trao quyền cho Việt Nam, rồi thì ông mới lập chính phủ. Thế thì trong khi ông là vua như vậy thì nó có những cái sự kiện quan trọng. Sự kiện quan trọng mà nó có liên quan đến bây giờ vẫn còn sử dụng là năm 1936. Năm 1936 đã xây dựng cái sân vận động Huế, là sân vận động có cái lòng chảo mà thi là xe đạp đó, đi xe đạp. Lúc đó là ở Đông Nam Á chỉ có một cái đó thôi. Và năm đó cũng là năm ông Bảo Long ra đời, cho nên là đặt cái sân vận động đó là sân vận động Bảo Long. Và bây giờ cái sân vận động đó là một trong những sân vận động tốt nhất, là vì trời mưa lụt thì hắn không bao giờ lúc đó, không bao giờ cái sân là bị, mà đó sang năm đây là nó đúng là 80 năm. Thì khi mà giờ nhất ông Nhật họ nói họ cho ông lập chính phủ, mà sau này thì ông biết rằng cái chính phủ này cái Nhật mà người ta phải cho mình cái độc lập đó thì cũng độc lập, muốn độc lập tự do là phải xương máu, nhưng mà đây đâu mà dễ dàng như vậy. Nhưng mà ông nếu ông không nhận,
ông không ra tổ chức thì dân chúng người ta sẽ hiểu như thế nào, cho nên ông phải đứng ra tổ chức. Nhưng mà có thể nói về cái trình độ của ông và cái uy tín của ông đã mời được những con người trí thức số 1 của Việt Nam lúc đó vô chính phủ Trần Trọng Kim. Ông mời ông Trần Trọng Kim từ ở Bắc Quốc về làm thủ tướng. Ông Trần Trọng Kim là một nhà sử học Lâm Tây Kim Thổ rất là giỏi làm thủ tướng. Ông Trần Trọng Kim mời ông Phan Anh, ông Phan Anh là một luật sư làm ở Pháp về rất là giỏi. Đáng lẽ ông Phan Anh là bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng mà nếu anh lập cái bộ trưởng bộ quốc phòng thì có quân đội, một quân đội đó thì anh phải giúp cho quân đội để mà cai trị và đối phó nếu có chiến tranh, nhận được có chiến tranh trên Việt Nam thì cái đội quân, cái quân đội của Phan Anh là phải giúp cho Nhật. Cho nên tránh mà lập lên cái trường thanh niên tiền tuyến, cái trường thanh niên tiền tuyến này nó đào tạo ra sĩ quan cho đất nước, cho quân đội tương lai và là chuẩn bị tướng lãnh sau này được cái trường của ông. Cái thứ hai là mời ông Hoàng Xuân Hạ là một cái người học ở Pháp, Đông Tây Kim Cổ đều rất giỏi, lập ra một cái nền giáo dục Việt Nam, mà nền giáo dục Việt Nam đầu tiên học bằng tiếng Việt đó, đầu tiên bằng tiếng Việt. Mà lúc đó mình làm sao mà mình có chữ gì á mà để mà giáo dục cho dân chúng được, thì ông Hoàng Xuân Hãn đã ông viết một quyển từ điển danh từ khoa học, tất cả những cái khoa học gì mình nghiên cứu mình học thành đó đều là dùng từ của Hoàng Xuân Hãn. Mà đến giờ này thì cũng không ai có thể thay đổi được mấy cái từ đó, cũng dịch những cái từ đó. Ví dụ như hóa học, như vật lý, đồ đó, xưa là chemistry, physics, cái gì đâu có ai biết, sau này là biết đó là hóa học, là vật lý. Thì tất cả những cái đó là Hoàng Xuân Hãn là công chức ông Phan Anh là lập ra cái trường để dạy cho những cái người sĩ quan trong tương lai. Ông Hoàng Xuân Hãn lập ra cái dạy tiếng Việt, giáo dục bằng tiếng Việt, rồi là những có lúc đó là đang đói, quá kinh khủng, những cái chính phủ đó đã cứu đói cho dân chúng, cứu đói cho dân chúng, cho nên dầu cho cái chính phủ Trần Trọng Kim nó cho mới lập lên. Và thiệt sự chính phủ Trần Trọng Kim họ không có làm bất cứ một cái việc gì cho chính phủ Nhật, mà sao người Nhật nó đầu hàng của mình là nó rút lui, thì là một số sĩ quan Nhật ở lại để giúp cho quân đội của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chứ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là cái có thể nói cái chính phủ Trần Trọng Kim dầu cho nó rất ngắn nhưng nó đã đánh dấu ở trong lịch sử Việt Nam một cái giai đoạn từ gọi là quân chủ qua dân chủ Cộng Hòa. Ví dụ như họ làm những cái tế ở tại ở với cái lễ gọi là Hưng Quốc Khánh Niệm, thì từ cái Hưng Quốc Khánh Niệm đó là cái lễ độc lập, cái lễ của Khánh Định đặt ra, nhưng mà bây giờ là tổ chức lớn nhất và truy điệu để cảm ơn tất cả những người anh hùng liệt sĩ đã chết đã qua các thời kỳ để xây dựng lên cho có được cái nước. Mà cái thời điểm đặc biệt là cái thời điểm đại cái chính phủ Trần Trọng Kim thì đó, và những cái tinh thần đó mà khi cách mạng tháng 8 mà xảy ra, cách mạng tháng 8 xảy ra là dưới sự lãnh đạo của Trần Trọng Kim, mình gọi là cướp chính quyền. Khi là Nhật đã đầu hàng mà đồng minh chưa tới thì mình thấy được giọng đó, mình đổi dậy cướp chính quyền. Cho nên sau này tôi có phê bình những nhà sử học biết mình cướp chính quyền là sai, vì mình cướp là người ngoại quốc, mà ai lại đi thương thuyết, đi gặp gỡ Việt Nam là kêu Việt Nam là cướp thôi, không được. Tôi đã nói lại là mấy ông biết hiểu, mà chính phủ đó là chính phủ mà Cụ Hồ là rất là sáng suốt. Cụ Hồ đã làm để cho Bảo Đại ông trao ơn kiếp, ông trao ơn kiếp mà chính cái sự trao ơn kiếp cho của Bảo Đại mà cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là tiếp nối của
điều nguyện của chính phủ cần được nghiêm đưa lại, chứ phải cướp, không phải cướp. Thực chất thì ở các tỉnh này mình đổ dậy, mình là đổ làm cái cướp, nhưng mà chính thức ở cửa ngõ Bâu là 30 các bạn ăn 145 là mình ra là kiếm. Cho nên cái này mình phải hiểu lại, anh em hiểu lại là cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của mình là một chính phủ hợp pháp, và chính phủ hợp pháp đó có Bảo Đại và ta là cố vấn của Hồ Chí Minh ngồi sau lưng, thì cái chính phủ đó hoàn toàn hợp pháp. Bởi vậy đồng minh họ mới tới họ gặp chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mỹ họ tới họ mới gặp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, rồi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới đi cho Trung Quốc mà thương thuyết nhé, chứ ai là thương thuyết Việt Nam hay Việt Nam trước. Thì đó là cái điểm mà tôi đứng hướng về Bảo Đại, tôi đã đính chính là cái đó ở trong ở cuối lịch sử Việt Nam. Sau này á, trong cái cách mạng tám đó là khi mà nổi lên cờ của chính phủ Trần Trọng Kim vẫn còn ở trên cột cờ Hà Nội, thì còn có Đặng Văn Việt và thêm một đoàn nữa tới kéo cờ xuống treo cờ đỏ sao vàng lên, thì quân của ông Trần Trọng Kim, quân của Bảo Đại là đòi ra mặt. Bảo Đại đâu được cấp ra lệnh là không được rờ tới mấy người đó, là ngày 23 họ đã treo cờ lên đó rồi là Bảo Đại. Nhưng ông Bảo Đại trong những ngày đó là ông chưa biết làm sao, phải đối phó như thế nào. Thì có người nói thôi bây giờ ông trốn vô trong Đắk Lắk á, thời gian mình có tới cứu không? Ông nói trong ông bây giờ biết trong hội nghị, ông trả lời cho người Nhật. Ông nói á, là gọi là mình đi cái chính quyền mà người ta đương làm cách mạng mà mình trốn thì gì là nhục. Ông không đi, rồi giật nó nói tôi bảo vệ ông, tôi có 5 thằng quân ở đây tôi bảo vệ. Ông được không bao giờ cái chính quyền mà được bảo vệ dưới gót dài đinh ngoài ba ông không cần anh về. Và ông được phân vân như vậy, nghe Hồ Chí Minh không biết Hồ Chí Minh là ai, không biết Hồ Chí Minh là ai, thì ông Phạm Khắc Hoàng đã tới nói cho họ biết là Hồ Chí Minh là nghĩa hải quân đô nghĩa hải quân càng sao cho Hồ Chí Minh. Cái thì cách mạng tháng 8 diễn ra một cách của cách mạng như vậy mà không có bắn, không có đổ bắn, không có bị là tàn sát gì cả. Ông Bảo Đại sau đó giao hết cái đại đội của cải tài sản gì đó cho cách mạng đấy để bên Trung Quốc và đi ra làm cố vấn cho phù hợp ông Bảo Đại. Thế chúng ta thấy rằng ông Bảo Đại cái hành động năm 45 đó, ông ta viết cái chiếu thoái vị, ông ta nói một câu mà trong lịch sử Việt Nam mình vô cùng thà làm dân một nước độc lập còn hơn là vua nước nô lệ. Ngoài Bắc ông ra ngoài Hà Nội ông làm mà gọi là cố vấn cho chính phủ, thì cụ Hồ đi đâu là anh em cũng theo. Có những cái mà nhiều khi đã thấy dân chúng mình thấy Bảo Đại quỳ xuống và kêu ngài ông từ chối ông nó không, bây giờ ông là cách mạng rồi, ông là ấy rồi, cho nên là không được gọi ông nữa. Thì đi với cụ Hồ thì là coi như là hai cha con mà đi là như vậy, rất là thân thiện. Thì trong khi đó với những cái thông tin này là nghiên cứu của tôi, cái bầu cử quốc hội thì ông Bảo Đại là được dân Thanh Hóa nó cho ta cái số phiếu lớn nhất của Việt Nam, hơn cả cụ Hồ, hơn cả tất cả mọi người, không có ai bằng phiếu bầu này. Thì mình ra mắt quốc hội là ông Bảo Đại là ra mắt quốc hội. Trong lúc này là có một Nguyễn Tương Tam, Nguyễn Tương Tam đứng ở chắp tay đứng bên cạnh cụ Hồ, nó là Nguyễn Tương Tam. Thì là ông Bảo Đại, những Bảo Đại có được một cái thứ nhất là ông ta được gọi là các bỏ phiếu cao nhất, và cái quan trọng cũng Đặng Thái Mai viết rất rõ hồi ký, toàn bộ quốc hội không ai biết hiến pháp là gì cả, lập quốc hội mà không biết hiến pháp là gì, thì đồng chí chỉ có một người biết hiến pháp là gì là ông Bảo Đại. Chúng ta thuyết định, chúng ta thuyết minh về hiến pháp là như thế nào, điều này thì biết. Và cái hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là 70 năm rồi, 69 năm rồi, đó là cái hiến pháp hay nhất, có giá trị nhất,
Và đến bây giờ nếu mà thực hiện cái pháp đó, cái đất nước của mình rất là, cho đến bây giờ nhiều giới trí thức đã được yêu cầu nhà nước Việt Nam là phải phục hồi lại cái hiến pháp năm 46. Thì đó, thì trong cái thời gian mà ông ta đã làm, thì ông ta ở tại Hà Nội, thì nhà nước mới bí mật đưa một người cô gái đẹp nhất của Hà Nội lúc đó là bà Hồng Điệp, Bùi Hồng Điệp, dân Bắc Ninh, đi về đó. Thì vô rồi cuối cùng lại là ông cũng say mê bà Hồng Điệp. Thì ông bên cạnh ông có bà Hồng Điệp để giúp đỡ, còn bà Nam Phương vẫn là ở Huế. Cái này tôi sẽ nói chuyện bà Nam Phương sau. Thì ông vẫn ở với bà Hồng Điệp. Thì trong những ngày đó ông Bảo Đại thì nhưng mà có một cái là người Hà Nội nuôi ông Bảo Đại, cái nhà nước không có tiền mà ở cho ở 51 đường Tân Tạo đó, bây giờ là cái hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, không có ai là không có ai nấu cháo cùng ăn mà các nhà tư sản nấu ăn. Thế thì khi mà có cái ngoại giao đi qua gặp chính phủ Tưởng Chí Thành ở bên Trung Quốc, mà Tưởng Chí Thành là quốc dân đảng, nó chấm Mao Trạch Đông, mà Mao Trạch Đông lúc đó còn ở đâu chứ đâu, trên vùng tự trị trong cái vùng chứ đâu có đã về Bắc Kinh đã được giải phóng đâu. 4 năm sau thì là 3 năm sau là năm 49 thì Mao Trạch Đông đi về Bắc Kinh, lúc đó là Tưởng Chí Thành, mà Tưởng Chí Thành nó chấm cộng thì làm sao mấy ông đó mà có thể đi thương thuyết được, cộng sản làm sao đi thương thuyết được với ông Tưởng Chí Thành, cho nên yêu cầu Bác Hồ cử thêm người đi đó là ông Bảo Đại. Thì ông Vĩnh Thủy, đó là kêu là ông Vĩnh Thủy đó. Thế thì ông Vĩnh Thủy đi qua bên kia, bởi vì ông Vĩnh Thủy mà ở tại Hà Nội á, là gây cho đảng ra cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 4 cái điều khó khăn. Một, thứ nhất là mình chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là cố vấn thôi, cho nên mọi việc là chính phủ quyết định, ông hỏi gì ông thì ông sẽ nói là tao làm vua bù nhìn nhưng mà làm cố vấn cũng bù nhìn, có ai vấn đâu mà tao cố. Thì mà ông nói một câu như vậy sẽ vô cùng tai hại. Cái thứ hai, cái thứ nhất không nuôi ông, cái thứ hai hỏi, cái thứ ba là những cái đảng phái mà nó chống chính quyền lúc đó, ví dụ như quốc dân đảng, như ví dụ là Đại Việt, mà nó mời ông Bảo Đại làm trưởng của nó, chứ Bảo Đại cũng không từ chối, mà nếu ông trả lời thì làm sao? Nói bây giờ ta làm cố vấn mình nên làm gì không con? Cái cuộc đời trong quốc hội đó, trong cái nhóm mà ông nói thì ông vô làm, ông đứng đầu cái nhóm đó thì sao? Rất gầy. À, cái thứ tư, nếu kháng chiến xảy ra, chắc chắn là kháng chiến. Nếu kháng chiến xảy ra thì đem ông Bảo Đại lên trường được không? Ai nuôi ông? Ông sắp một tay, ở bên tay như đó, là sao đi kháng chiến được? Vô cũng khó. Do đó mà khi đi qua Trung Quốc, ông Bảo Đại lên tàu bay về nước, thì lên ông Bảo Đại bước lên trên cầu thang để lên tàu bay, thì ông Phạm Phú Hương đi trong đoàn đó, rút trong túi ra đưa một cái thơ trước mặt, đưa trước mặt ông Bảo Đại, là thơ của cụ Hồ viết: trong tình hình đất nước hiện nay, ngài ở lại nước ngoài có lợi cho tổ quốc hơn ngài về. Thì ông là ông bộ đội của Hồ nói với cô dưới đây là ông phải xuống liền. Xuống ông ngồi trên sân bay không một đồng xu dính túi, không một cái gì hết, chắc là có cái khăn của xoa ở trong áo cái tông của tôi nhưng không có gì hết. Ông ngồi ở sân bay ông không biết chạy cái gì. Thì ngay có một người Trung Quốc mà họ đã biết ông ăn chơi ở bên Pháp rồi, biết tới hỏi ông phải không? Bảo Đại ông nói đúng rồi, tôi bây giờ là mình thấy có mời về nhà đưa áo được cùng thay cùng lại ở đó vất vả rồi đi qua Hồng Kông ở, đi qua Hồng Kông để cho tiếp xúc như vậy, đi qua Hồng Kông ở thì có một cái bà túi ông đi nhảy, ông đi cùng nó đi tới rượu rồi đi kia kia, thì có cái bà nhảy nhau cùng nó, bà Jenny Bond lòng, bà Jenny Bond là người Trung Quốc đẹp mà bà nhảy rồi mà thấy cái này biết sao mà bà cứ quen mà cứ kia ở đâu. Hỏi ra là hỏi là quen, là quen rồi cuối cùng lại là hỏi ra là tôi là một người tôi là vua Bảo Đại. Thì bà thấy là bà cũng cảm động rồi, bà giúp đỡ với ông, thì giúp mà vật chất bà đi nhảy đó rồi có tiền rồi thì còn túi lại
giống về Đà Lạt rồi thì ông đem bà nó về Đà Lạt. Thì trong cái quyển sách mà nghiệp tôi cung cửu hoa bảo đại tôi có viết cái đó thì tôi sẽ bàn với ở đây để anh em chuyển sang nhà đọc là trong đó là ông ở trong một trong tâm nhưng cũng ở trong thời gian ở đó là vô cùng khó khăn. Thế thì phụ hồ cho cô Lý Lệ Hà là người yêu của ông ở tại Hà Nội cũng đã đẹp lắm, bán mấy cái xe của ông hết rồi lấy tiền rồi này kia cũng đem qua cho ông. Mà ở bên đó ông ở như vậy là mấy cái người như Trần Trọng Kim rồi đó, mà tất cả cái người quốc gia mà chạy ra nước ngoài không nơi nương tựa, không nơi nương tựa thì cứ chạy theo bảo đại ấy. Ai chạy theo bảo đại cho nên bên này cứ ở có bao nhiêu tiền lọc tươi mấy bao nhiêu ăn hết. Mà thậm chí mà một điểm cũng kể lại ở lúc đó là có một cái ông họ đi đá banh rất là giỏi, ông đá banh là ông đi đá banh rất là giỏi cho nên ông đi đá banh để lấy một tiền về để thầy trò ăn đêm trưa cơm là tiếp tục. Tây nó biết Cusso nó đang tới đó. Thằng này là nó là một người là tính gọi là không gì là Pháp đang tới biết ông khó khăn đưa nhau một cái công ở trong ngân hàng anh cần lấy cứ rút nên thì bây giờ rút thả ra rút ra ăn uống thì rút cuối cùng là đi ra bệnh Hạ Long. Nhưng trước khi ra bệnh Hạ Long thì ở nhất phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên rừng vẫn để tên ông Nguyễn Thủy là cố vấn của ta của chính phủ chứ không phải gạt ra. Cho nên cái này là lịch sử cô đi, lịch sử của đảng là cô đi, nhưng mà tuyên truyền này kia thì người ta giấu, người ta cho ông chạy ra nước ngoài trốn ra nước ngoài để chạy theo định của này kia là cái đó hoàn toàn không được. Thì khi mà người Pháp nó lấy lại được, nó lấy lại Việt Nam rồi, nó bình định, nó xong xuôi rồi, nó không biết tìm cái người nào đứng đầu để cho dân chúng theo, để cho dân chúng theo thì là giải pháp bảo đại. Thì bây giờ giải pháp bảo đại thì năm 49 thì ông về Việt Nam, năm 49 thì ông về Việt Nam thì báo cũng về Sài Gòn. Lúc đó cái Sài Gòn là cái dân độc lập bây giờ là cái dân đô đô đó vẫn là còn là của Tây, là vẫn là còn của Tây. Cho nên ông không về Sài Gòn, không về Đà Lạt. Thế thì ông về Đà Lạt rồi ông về cái dân ba đó. Ở giờ cái dân ba đó nó mới trở thành cái qua những cái chính phủ của Bảo Đại là ở trong cái dân ba đó. Thì trong này nó có một cái chi tiết khi mà ông về chính phủ nó là phân vân vô cùng mà không về không được, không bao nhiêu thứ về. Khi ông về thì bà vợ ông là bà Nam Phương Hoàng Hậu ở bên Pháp viết thư về cho ông. Trong cái khác tôi biết một tiếng cái điều này, chỉ khuyên ông một điều, không khuyên là kháng chiến hay là chống lại kháng chiến hay là kia, mà khuyên bây giờ anh đứng đầu anh hãy lo cho dân, vì dân mình quá khổ. Một cái việc đó đi về làm cái khác mà cứu dân là cứu dân. Trong thời gian đó là ông ta lên ở trên ba cái cuộc đó. Ông lên ở trên ba cái cuộc là trên nữa là có một cái biệt điểm của ông Tôn Hồ Lâm à, cái trước năm mà trước năm 95 là tôi lên đó nhiều lần. Ba ông điểm với ông là ở ông đi săn, ông săn rất giỏi, săn bắn rất giỏi, ông đi săn mà ông buồn quá nhiều khi đi suốt đêm đi lạc không biết được về. Rồi bị voi rồi nó được không? Ông phải leo lên đi cây. Rồi ngày mai mà ông điệp lại đi tìm ông ra mà đem ông về nhà. Mà lúc đó là buồn, tha là người khác nó làm, ông không làm. Cho nên ông trốn đi, để mà ký mấy cái đó. Cho nên bà ông điệp bà nói học nói, tôi là vua và tôi làm vua điệp. Nhưng chưa bao giờ tôi ký một chữ để giết. Thì khi ông ta là làm quốc trưởng ở Đà Lạt đó thì ông thường lên trên ba cái thuộc. Thì trên ba cái thuộc á nó có được một cái lịch sử là ở Huế là 3 năm nó có Tây Giao một lần. Thì cái cuộc Tây Giao cuối cùng á năm 1952 là tổ chức ở tại là ba cái thuộc. Ông ta sang Pháp là năm 53 là ông ta sang Pháp rồi. Thì ở Việt Nam là đây là thời ông làm được. Ở Việt Nam là chiến tranh rất ác liệt và kết thúc
bạn sắp kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ, mà ông ở nước ngoài nên ông rất hiểu, ông rất hiểu là nước Việt Nam hai phe nó sẽ chia nước Việt Nam, vấn đề là chia chỗ nào thôi. Mà ông biết chia nước Việt Nam thì sẽ đẫm máu và sẽ khó. Đã Việt Nam đã một lần Nam Bắc phân tranh đã đẫm máu rồi, mà ông biết hai cái thế lực này mà chia nước Việt Nam thì khốn khổ. Ông không đồng tình, ông không đồng tình. Do đó mà nó muốn được có kết quả của cái hiệp định Geneva kia thì Mỹ nó mới lập ra, yêu cầu lập ra chính phủ vô nhiệm mà thay chính phủ vô lòng. Đó là cái mấu chốt. Lâm Bảo Đảng không đồng ý, không đồng ý, mà ông nghĩ rằng Việt Minh mà đánh tiếp vài tháng nữa là thắng hết đó. Cái Điện Biên Phủ nó sao mà lập tiếp nữa, là Pháp hồi đã rèm rã lắm rồi, biết đánh đỏ dầu cho ông ở bên phía Việt Nam. Thì khi ông Ngô Đình Diệm mà đưa tới, ông Ngô Đình Diệm mà để làm Mỹ đưa ông Ngô Đình Diệm tới, đây là cái chính phủ mà khi ngày năm 47 và năm Phương Hoàng Hậu là từ Đà Lạt là đi qua Pháp, đó là đi qua Hồng Kông, là tất cả những người đó là đi tới tiệc cùng ở xung quanh Nam Cổ Đại. Mà hôm nay tôi nói là tốn kém rất nhiều, đó là ở phía Cổ Đại đó là để đưa bà Nam Phương qua Pháp, nghe lắm. Thì ông Cổ Đại ông không đồng ý ký cái đưa ông Diệm. Thì khi ông cái người mà đưa ông Diệm mà tới, cái này cũng là cái thông tin mới này, tới gặp ông Bảo Đại để ông Bảo Đại quyết cho ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng thay Cửu Lộc. Người lên đến đó là ông Tôn Thất Cẩn, mà ông Tôn Thất Cẩn đó là thân sinh của bà Tôn Nữ Thiện Ninh hiện nay. Đó, bà Tôn Nữ Thiện Ninh. Thì ông Cẩn, ông Diệm, ông Bảo Đại, ông biết ông không thể không chấp nhận. Ông chấp nhận. Nhưng ông kêu ông Bảo Đại, ông kêu ông Ngô Đình Diệm tới phòng của bà Nam Phương Hoàng Hậu. Vì trong cái phòng bà Nam Phương Hoàng Hậu là có cái thánh giá. Thì ông Bảo Đại ông mới nói với ông Ngô Đình Diệm, này, đây là có chúa của ông đó, ông hãy thề đi. Thì ông Bảo Đại, ông Ngô Đình Diệm đã quỳ xuống mà thề trước mặt chúa, trước tựa trước cái thánh giá, là tôi sẽ trung thành với triều nguyện và trung thành với hoàng đế. Thì rồi thì sao lại ở ông Bảo Đại lại ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, rồi lại viết cho ông Bảo Đại một cái thư bằng tiếng Pháp. Nhưng sau đó là ông Ngô Đình Diệm đã tổ chức trưng cầu dân ý rút phê Bảo Đại và làm một cái trò là gọi là phiếu xanh bỏ nhỏ, phiếu đỏ bỏ bì. Cái phiếu xanh là nói về ông Bảo Đại, còn cái phiếu đỏ là ông Ngô Đình Diệm. Cuối cùng là ông Diệm là thắng cử, là rồi lên làm chính phủ, lên làm tổng thống. Thì khi mà đó ông Diệm mà lên rồi á, thì tài sản của ông Bảo Đại á là ông Diệm rút hết. Mà cái đau đớn nhất là cái nhà mà bên phía Võ Văn Tần á, số 3 Võ Văn Tần đó, đấy ông Ngô Đình Diệm đứng ngồi. Mà hồi đó ông Đại còn làm quốc trưởng, là ông Ngô Đình Diệm đó, nó cũng tận tụy là như vậy đó. Cái nhà số 3 đường Võ Văn Tần á, là nhà đó là nhà của bà Tần Cung. Ông Ngô Đình Diệm cũng đuổi bà Tần Cung luôn về và lấy cái nhà đó bán rồi cho một người là Nguyễn Đình Thuận. Đó, Nguyễn Đình Thuận bán lại cho Dương Văn Minh, bây giờ là gọi là Dương Hoa Lan, nhà đó. Cho nên làm những hành động như vậy, tất cả những cái gì mà thân cận của Bảo Đại, như là tướng là Nguyễn Văn Hinh rồi này kia, là ông Bảo Đại ông Ngô Đình Diệm là rút hết tất cả. Thì ở bây giờ mới bắt đầu cái cuộc đời lưu vong bi đát của Bảo Đại. Ông điên, ông ở bên Pháp là ông điên, ông xách súng đi trong nhà là bắn người này bắn người kia đó. Thì con cái rồi chạy hết, con cái vợ con vậy là chạy tán hết. Rồi ông không thấy sao trong nhà ông đi ra ngoài kiếm đời. Ông
ông đi bụi đời mà đôi khi ông ra ông lấy mấy cái cô mà nghĩa là bán ở ngoài, bán đồ ngoài là bán sách tay chạy thuế trốn thuế trong bây giờ mấy con rồi tối lại ông cụ trong nhà mấy con cái người đó rồi cho nên là ông cụ trong nhà mấy con rồi là tụi cảnh sát nó bắt đội buôn lậu nó truy vô mấy nhà nó bắt được ông rồi trong được mà nó không biết ai sau cuối cùng lại đem ra cái thằng cảnh sát trưởng ông biết ông cũng ông một thủy của đại được bắt đó ông này rồi ông cứ nghĩ là ông bị tâm thần như vậy ông làm rồi thôi anh cũng tha rồi kêu bà bận đi về tới làm về rồi đi sang ông sao lại là ông gọi là hết sức ông sao hết sức là căng thẳng rồi cho nên ông đi vô trong rừng đó đi ông ở phía tây ông đi luôn Bác Hồ lại sai ông Phạm Ngọc Thạch đem thư qua yêu cầu Bảo Đại lên tiếng chống lại yêu cầu của Mỹ phải ngừng ném bom, không được ném bom Hà Nội. Ông viết lại, ông nói với bà Điện mình nói với ông Phạm Ngọc Thạch về nói lại với Cụ Hồ, nói Cụ Hồ là quân của Cụ Hồ là cũng là làm cho ông là sai sẻ ông đó. Có nhiều khi mà coi như là miền Giang mình chạy rồi này chửi bới ông tưng bừng rồi. Ông Ngô Đình Diệm cũng đã làm như vậy rồi, bây giờ ông đương còn ở trên đất Pháp sống được ngày nào hai ngày đấy, mà ông nói Pháp nó cũng là cái đồng minh, nó cũng là tay sai của Mỹ thôi, cho nên không bao giờ cái tiếng nói ông bây giờ là không có tiếng mà có nói nữa thì từ Pháp nó không nghe, mà đôi khi Mỹ nó dùng bước anh ra nó đuổi ông ra khỏi chỗ nào đấy thì ông, cho nên bà ông Phạm Ngọc Thạch về nói, nhưng mà cái thơ đó thì bà không niệm giữ, bà không niệm giữ cái thơ mà Bác Hồ gửi cho Bảo Đại. Thì lúc đó ông ta khổ như vậy, không có cơm ăn, thì ông ta cái nhà ông thì bị lấy hết nhà ông, được cái công, những cái tiền ông bên Tây vào gì cũng lấy luôn, chứ không phải là chỉ ở tại Việt Nam đâu. Ông đi thuê một cái chung cư, ở trong một chung cư là ông đau mà không có cơm cháo, ở cái đường Phải Nên đó không có cơm cháo gì hết. Thì có một cái người đó, nó thấy cái cô Hầu Phòng, và cô Hầu Phòng nói mày có thấy trong đó là có cái thằng vua Việt Nam mà nó đói, nó nằm đó mà không ai thì sát sát, mày coi mày sát sát nó chút. Thì cái bà ở phòng này là bà Cô Đinh Cô Đồ, bà này là sinh năm 46. Thì trong khi bà nhờ bà này, thì bà này bà biết ông Bảo Đại nhờ bà như vậy rồi, thì bà mới bà muốn làm bà gọi là bà hoàng hậu, cho nên phải ông Bảo Đại phải đặt bà là Emperor. Và cái quan trọng nữa, ông Bảo Đại phải quan cầm giáo hoàng để bà được ông, bà được tiếp ông giáo hoàng tiếp, bà thực hiện được, và phải đem bà ra làm hôn thê hôn thú. Cho nên tất cả vợ ông Bảo Đại 7-8 người, không người nào có, bà Nam Phương có đâu có hôn thú, nhưng bà này có hôn thú. Và cái nó cũng có trích trong cuốn sách đi ra đi sau. Thì bà này sau đó là Việt Kiều ở bên Mỹ, họ mới nói rằng mời ông Bảo Đại qua bên Mỹ. Trong thời gian đó, những cái người Việt Kiều và cái người mà đứng sau lưng giữa ông và bà đó là ông Tào Văn Trạch. Ông này ngày xưa ở Huế là một người nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng. Rồi sau qua đó thì hai vợ chồng ông này, vợ ông người Huế có một cái là thương ông Cô Đại, cho nên thường ngày lâu lâu là nấu những món ăn Huế mà ông ăn cái thời thơ ấu với mẹ ở trong bếp á, bưng lên cho ông ăn là ông thích vô cùng, ông thích vô cùng. Cho nên hai vợ chồng ông Cô Đại với bà Cô Đinh Cô Đô á là rất chống người Việt Nam. Bà Cô Đinh Cô Đô mà thấy người Việt Nam thấy là bà chống. Nhưng mà trường hợp của Tào Văn Trạch thì không, Tào Văn Trạch vẫn được. Trong cái lễ, trong khi mà cái đám tang của ông Bảo Đại không ai được vô hết, người Việt Nam chỉ riêng hai vợ chồng ông Tào Văn Trạch, không có con ông Bảo Đại cũng được vô, con ông Bảo Đại cũng không được vô chôn cha, mà chỉ bà làm và vợ chồng Tào Văn Trạch. Còn cái
cái người là cháu của bà vợ ông Khải Định ấy. Và ông đi qua Pháp rồi ông đi làm việc ở bên đó, rồi sau lại trong cái thời kỳ mà gọi là ONS, rồi sau trở thành ông là một cái người trí thức. Khi Bác Hồ năm 46 mà qua hội nghị rồi là ông có giúp đỡ, và sau ông là cái người giúp đỡ cho ông vợ chồng của Bảo Đại rất là nhiều, nên thành ra là có được tính thần đồng hành như vậy. Anh tiếp sau này có mấy ảnh đó, cái ghế của ông này giống cái ghế mấy anh cũng làm từ từ đó, là ghế đó là giỏi đó, mấy anh làm cái là đúng đó. Đây là ông ở nhà ông đó, người ta tới ông thăm ông đó, ông tiếp đó. Đây là khi ông đã già rồi, mấy cái người tướng mà gọi là tướng mà tướng gọi là tướng Lê Dương á, chứ phải tướng chính của Pháp, thì hai tới thăm ông đó là một cái trong cái cuộc lễ gặp nhau đó. Đây là cái trường hợp ông nói chuyện ở bên Mỹ, cái trường hợp mà nói là ông qua mà bên Mỹ đó, nhưng mà rồi khi ông qua bên Mỹ đó thì thất bại, là bởi vì những cái người đã họ hứa nhưng mà sao họ không thực hiện, thì ông cũng đau khổ, còn tốn rất là nhiều tiền nhưng mà gọi là cũng đau khổ. Cái ảnh đó là thật là quốc trưởng, đó là cái ảnh này là thời ông ở bên Hồng Kông á, cái tướng tới những người ngoại quốc họ tới họ gặp ông ở bên Hồng Kông. Đây là cái bà đó là bà Hồ Tiểu Lan, là bà Randy Bond đó, ở Hồng Kông đó. Ông tôi với ở buổi tối với ở tôi với năm công của bà đó, sau bà về cũng tội nghiệp, bà về lại trong cái bộ hồ sơ mà tôi cung cấp cho mấy anh sẽ có hình ảnh mấy bà này. Đây là cái quyển sách mà tôi có nói là cái thằng Daniel Radcliffe nó viết cái quyển sách về ông Bảo Đại này, thì nó đã qua nó gặp tôi, và cho nên trong quyển sách này nó trích rất nhiều tài liệu của tôi. Đó là cái nhà của ông ở bên Pháp, trong cái văn phòng ở bên Pháp hồi mà ông còn làm quốc trưởng. Đó là ông đi săn ở bên Pháp đó, ông đi săn và là cái đám đó, đám lula của ông đó, cái đám nó cũng không phải là tốt lành gì lắm đâu, nhưng mà nó đi theo ông đó, đó là những cái công vật mà ông khăn được nó để trước khi đem về Paris. Đây là cái trăm bùi mà tôi nói, đây là cái người con của bà Ngọc Điệp trước khi lấy ông Bảo Đại, thì là có lấy một cái ông bác sĩ đẻ ra thằng Bùi đi, thằng Răng Bùi đi, thì Bùi đó là họ mạng, tên đó là Răng. Thì sau ông Bảo Đại ông thương thằng này hơn cả con ông, chính cái anh Răng Bùi này là được ông Bảo Đại xin vô cho học cái trường ngoại là quốc gia nhánh của Pháp, một quốc gia nhánh của Pháp là sao, là bộ trưởng hay là thủ tướng rồi này kia, thì anh này là được học. Thì anh này là một trong những cái người Hà Nội để giúp cái khách sạn Clinton, cái khách sạn ở ngoài biển nhãn lớn đó, là tay này đến về sao tay làm ngân hàng của Pháp. Vậy bây giờ mất rồi, bây giờ đứa gái ở Sài Gòn á là nó buôn bán trong Sài Gòn mà cũng không ra gì, để là con của Răng Bùi đi tù nhé. Đâu anh có Bảo Đại là ông vua cuối cùng của Triều Nguyễn, ông vua thứ 13, và thân sinh của ông là ông vua Khải Định muốn đất nước cách tân cho nên cho ông ra Pháp học, và ông trở thành là cái người ông vua trí thức nhất của Triều Nguyễn mà trong đây kinh cổ đều biết. Thứ hai là một người sống lâu nhất, ông sống 80 mấy tuổi, tất cả các vua Nguyễn đều là trên sớm hết. Cái thứ ba là ông làm bù nhìn, ông biết ông làm bù nhìn để ông giữ cho được Triều Nguyễn, và ông là người yêu nước, cho nên khi ông gặp thời lần đầu tiên lên ông đứng ra lập chính phủ để mà giữ cái độc lập mà chính phủ trao và ông dân nó trao. Và khi ông biết Nguyễn Ái Quốc là người yêu nước, là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc là người yêu nước, ông trao chính quyền cho Hồ Chí Minh, cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và làm cố vấn là tất nhiên hết mình đối với cuộc cách mạng đó, hết mình đối với cách mạng. Và tôi có xin mở một cái dấu mặt, cái cuối đời ông ta trước khi ông ta mất thì Frédéric Mitterrand đã làm một cuộc phim phỏng vấn về cuộc đời của ông,
Và cái câu cuối cùng mà Frederick viết ra hỏi ông, sau 50 năm ông biết Hồ Chí Minh là cộng sản. Như vậy nếu cách mạng chúng ta mà xảy ra thì ông có trao ông danh hiệu cho Hồ Chí Minh không? Mà ông nói đó là năm 1996, tôi vẫn trao. Vậy tại sao ông năm 45 đó phải chỉ có ông Hồ Chí Minh, ông với con người, ông với con tổ chức, ông giữ được độc lập với người Pháp, còn không ai có thể làm được việc đó. Tức là ông một tròn vẹn. Và trong cái hội viên ông ta không bao giờ ông ta chống đối ông Hồ Chí Minh, cũng như ông trả lời ông thì nên mới rằng hỏi ông sao không trong hội viên ông chống ông Hồ Chí Minh ông, tại sao tôi lại chống ông Hồ Chí Minh, ông là một cái người yêu nước, còn đây thế như thế nữa. Đó. Thì thành ra một cái nhân vật, nhưng mà cái cuộc đời còn ở trong cái giai đoạn lịch sử nó quá sức, nó thay đổi từ thực dân Pháp qua kháng chiến, rồi qua Mỹ, rồi lại kháng chiến, rồi lại xã hội chủ nghĩa. Tất cả đó nó cái không có điều kiện để làm rõ. Cho nên bây giờ đất nước chúng ta đổi mới, chúng ta có cơ hội, có tài liệu để chứng minh, có người thân cái ông vua cuối cùng của dân tộc Việt Nam cũng là một ông vua yêu nước và là một nhân vật lịch sử đáng tự hào. Thì không có điều gì chúng ta phải là suy nghĩ. Và tôi xin chúc anh Hà với cái sự nghiệp của cái Abercrombie này đã sẽ thành công. Tôi sẽ là cái người cộng tác với các bạn để có thể nói tất cả những cái gì của tôi, quý giá nhất của tôi cũng sẽ dành cho các bạn để các bạn ấn định để khỏe, mở đầu cho một cái thời kỳ mới về ông vua cuối cùng của Việt Nam. Chúc các bạn sức khỏe. Cái này là cái thời gian và năm thuộc hoàng hậu và sau những cái việc của em hình ảnh này trong cái tâm hồn của người Việt Nam là người hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam. Là cái con tem này là con tem cái thời vào đại lập vua, mới lên lập vua thời này là thời Đông Dương, trong khoảng năm 32 và cho tới 45-44. Con tem này nó ra đời trong cái thời gian đó. Cái con tem này là cũng là có thể là cái thời ông ta làm công trường làm một cái nó thì đã, nhưng mà đây là cái tem ra Hà Nội. Đây là cái nhiều cái gì cái cảm thấy là có lẽ Hà Nội, Hà Nội. Đây là hình ảnh của hoàng thái tử cuối cùng. Ông mặc cái bộ này á là khi này ông đi đi qua bên Anh, dự một cái đám tang ở bên Anh, ông hoàng thái tử